Bây giờ mình mở cái mình tháo cái máy Nokia 3310/2017 này ra xem coi có gì bên trong nha. Máy này thiết kế cũng đơn giản, tháo và ráp rất dễ. Chúng ta mình có hư màn hình thì tháo ra thay màn hình cũng rất dễ. Đây là phần bảo mật. Đây là cái chuông rất là mỏng. Đây là một cái rung.
Miro thì giống như cái Miro của Nokia 175, 1280. Bây giờ mình ráp vào nha. Cái này dán mà bằng kiểu hai mặt.